Nam định, con trai xuống tay với mẹ ruột rồi đưa lên giường đắp chăn tạo hiện trường giả. Trưa ngày 18 tháng 8, đại diện chính quyền Ủy ban Nhân dân xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra vụ án xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là bà NTT, sinh năm 1965, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Đại Thắng, không qua khỏi khi đang nằm trên giường. Theo thông tin ban đầu, đêm ngày 17 tháng 8, người dân hàng xóm của nạn nhân nghe thấy tiếng cãi nhau. Đến khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, cháu nội phát hiện bà nội là bà T đã không còn dấu hiệu của sự sống khi đang nằm trên giường. Khi hô hoán mọi người hàng xóm kiểm tra ban đầu, người dân phát hiện vùng đầu nạn nhân bị chấn thương. Nhận được tin báo, công an xã đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an huyện Vụ Bản, phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm điều tra vụ việc. Tiến hành xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định đối tượng xuống tay với người phụ nữ trên là Vũ Ngọc Mạnh, sinh năm 1990, con trai bà T. Đối tượng khai nhận sau khi xuống tay xong đã đưa mẹ lên giường, đắp chăn tạo hiện trường giả. Tại cơ quan công an, Mạnh đã thừa nhận hành vi của mình. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cho biết, thông tin thêm về vụ việc, ông Đào Xuân Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Thắng cho biết, nạn nhân sinh sống tại ngôi nhà trên cùng với đối tượng Mạnh và con trai Mạnh. Trước đây cuộc sống vợ chồng còn hạnh phúc, Mạnh đi làm thợ xây ở các tỉnh. Khoảng 2 năm trước vợ chồng bỏ nhau, Mạnh ở nhà, không đi làm nữa nên cuộc sống có phần khó khăn về kinh tế, tính tình không ổn định. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.